Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming. Và Di Khả chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ, và cũng như là video này Khả sẽ up ngược lại trên kênh và dành tặng cho tất cả anh em nào chưa xem buổi livestream ngày hôm nay thì có thể xem lại cái buổi anh Evan ngày hôm nay của Khải anh em ơi. Hôm nay thì Khải đã ép đầy đủ Evan tiền vàng cũng như Evan show nè, đã Khải up mạnh vào Thế Yên luôn anh em ơi. Và trong video này Khải muốn khoe anh em một tí, Thế Yên của Khải đã đạt mốc 126 nha anh em, đã đạt mốc tốc độ đánh 126. Thì như anh em cũng biết thì ở những cái server khác á thì anh em xài Hồng Kim Môn Phái nè, anh em có xài Hồng Kim Môn Phái đi chăng nữa thì cái đạt cái mốc móc đánh của anh em chỉ được 101 mà thôi. Mà tại sao Khải là lên được 131? Đó anh em thấy không? Tại vì ví dụ như anh em mang cái đao 30 này, đó, này đao 30 này, cộng 5 kỹ năng cũng có, 1 này, 2 này, 3 này, với càng không trên đầu 2 đến 5 kỹ năng cũng có nè. Hiện tại Khải là 5 kỹ năng cũng có nha. Đó anh em thấy chưa? Khải đang có 5 kỹ năng cũng có và cái tiếp ảnh là 90 tốc độ này anh em. Đó. Như anh em cũng đã biết thì nếu 90 tốc độ này kèm với cái đao 30 thì cái tốc độ đánh của cái ạc này chỉ được 120 và nó chỉ đạt được 101 mà thôi, là cao nhất của Thiên rồi, anh em thấy đúng chưa? Nếu mà mang Hồng Kim Môn Phái thì nó cũng như vậy thôi anh em. Tại vì mang Hồng Kim Môn Phái thì chúng ta sẽ được 3 cấp đi, kèm theo cái càng khôn này nọ thì nó cũng tầm đó thôi anh em. Tại vì từ 90 giờ đi thì nó chỉ lên tốc có 3 tốc một lần một cấp thôi. Nên là ở những server kia anh em có lên 5 6 cấp thì nó cũng không đạt được 126 đâu nè. Và ở server này tại sao đạt được 126? Cho anh em xem xét đồ luôn. Đây. Lý do 126 đó là nhờ vào cái Sơn Hà Bí Kíp 1 nè mọi người. Cái lý do nó đặt 126 là nhờ vào Sơn Hà Bí Kíp 1 anh em. Tốc độ đánh loại công tăng 11% anh em thấy chưa? Nếu mà không có cái Sơn Hà 1 này á thì cái tốc độ đánh của Khả chỉ là 120 anh em. Thì 120 thì nó chỉ đạt 101 mà thôi. Đó, đây là lý do tại sao của Khả hôm nay đạt được mốc 126. Đánh rất là nhanh luôn anh em, độ chém thiệt chém như chém chuối luôn. Đó, ok anh em cùng xem sức đồ đây. Trước khi xem sét đồ thì anh em cùng xem này. Đấy, anh em xem sét đồ cái anh em anh Evan nha. Đấy. Giờ chiến kháng cả 14, kháng banh 19. Rồi, áo Newton 1 cấp. Nhẫn kim quang 1 cấp. Phi phong 1 cấp. Đó, hiện tại như Khải nói, Khải hiện tại đang có 5 kỹ năng vẫn có anh em thấy chưa? Đó, đây sẽ bộ đồ xanh nha anh em. Sẽ bộ đồ xanh nha mọi người. Đó. 5 kỹ năng vẫn có đúng chưa? Rồi, cái đao. Hello Hồng Hà em ơi. Nãy anh đấu cái tầm một kim mốt em ơi. Đây anh em ơi, cái đao tóc 30, sức thương 29, phát sáng luôn nha anh em. Cái đao này phát sáng luôn nha anh em, đẹp chưa? Đó, phát sáng màu vàng này, đó. Rồi, cái đao quá đẹp luôn. Cái đao 30 mới đạt được nha anh em. Đao 30 mới đạt móc được nha. Nếu anh em mang 20 á, chỉ được 121 thôi. Rồi, cái nón Định Quốc, áo nhu tình này nó bao tay kháng nói 30. Đai lưng làm chậm 40, ngọc bội làm chậm 40. Mấy hôm là Khải mang ngọc bội 30 anh em, nhưng mà Khải mang kim quang rồi á. Mấy hôm là Khải mang ngọc bội kháng lô 30, nhưng mà nay Khải mang kim quang rồi, nên là Khải chuyển xuống cái ngọc bội này thành làm chậm 40 để lấy móc 80 chậm nè. Và Khải bỏ móc chó nè, Khải bỏ móc chó và Khải mang kháng lô 26 chỗ này bù lại cái ngọc bội 30, bù lại cái ngọc bội 30. Rồi giày mắt pin 30. Đó, vậy thôi, sắp đồ bình thường vậy thôi nè. Đó, sắp đồ Khải cũng chung là tầm này là vô tư đỡ chơi rồi nè. Đó, thấy chưa? Ok chưa nè. Mắt kháng lô này nọ phòng thủ 60 rồi, vô tư rồi. Đó, ok. Rồi bây giờ thì anh em cùng anh Vinh với Khải nè ơi. Và bây giờ anh em đang xem livestream, hãy đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ. Mà bây giờ chúng ta sẽ anh Vân sau cái câu comment nha anh em ơi. Anh em dự đoán này cấp cộng phần trăm đó từ 10% sẽ chính xác đó. Rồi sẽ anh Khải anh mát đấy Vân em ơi. Khải là sau cái câu này bắt đầu dự đoán này có phần trăm Khải thành Matt Evan. Cái này là anh cả Matt Evan tiền vạn này, tiền vạn nha anh em, cộng Evan Su, hai Evan luôn nha. Rồi anh em bắt đầu dự đoán chính xác tặng 50k cạc chơi đó. Ok, và bây giờ anh em chính xác chưa, bắt đầu dự đoán anh em ơi. Đúng rồi, hai Evan luôn nha mèo ơi. Hello anh em luôn. Hello trai tay nha. Hello mọi người nha. Anh em trai tay cái gì inbox vào Facebook cá nhân Khải đi, Khải sẽ báo về order cho anh em. Khải sẽ báo order, quên, Khải sẽ báo gì ban chủ và ban sủ hỗ trợ nha. Rồi ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ ăn Evan anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải sẽ ăn Evan tiền vàng trước anh em ơi. Khải sẽ ăn Evan tiền vàng trước nha. Anh em cùng dự đoán xem từ Khải từ 149 và lên bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Và trước khi ăn thì anh em cùng xem sơ qua
và anh em xem sơ cái event thử như thế nào nha. Anh em cứ dự đoán, anh em sơ cái câu comment đó, anh em cứ dự đoán thôi. Và mỗi người chỉ dự đoán được một lần thôi nha anh em. Mỗi người chỉ dự đoán một lần thôi nha. Anh em dự đoán nhiều lần chỉ tính cái dự đoán đầu tiên thôi nha. Rồi anh em cùng xem sơ qua anh em. Đây là event Du Xuân anh em, Khải Vũ Động này. Đây đây, Lương Sơn Bạc, Du Xuân Tài Lộc. Đó, hiện tại bây giờ thì tại đây đây, thấy chưa? Tại khu vực trung tâm Tương Dương thì Khải sợ ép nha anh em. Lúc này Khải vừa ép xong rồi. Thì mấy cái này thì trong một phẩm đánh ra anh em, rồi mở ra túi các kiểu. Rồi anh em vào cái vấn đề chính luôn. Thì chúng ta hôm nay sẽ mâm ngũ quả bạc này. Và khi sử dụng thì Khải sẽ được 15 triệu trên một cái. Thì anh cái này mắt 1.000 thì Khải sẽ được 15 tỷ. Đó, sau khi ăn thì được kinh nghiệm thôi anh em. Cái này em tiền vạn chỉ được kinh nghiệm và lệnh bài boss đặc biệt thôi. Nếu mà ra được bao nhiêu cái thì bán cũng được, hoặc là đi săn anh em. Đó. Rồi tiếp tục đó là mâm vàng ngũ quả. Đó, cái mâm này thì 30 triệu trên một thì Khải sẽ được một, nếu mà anh Khải ăn mắt thì Khải sẽ được 30 tỷ anh em. 30 tỷ kèm với 15 tỷ này. Thì nếu mà Khải ăn tổng cái này thì Khải sẽ được 45 tỷ kinh nghiệm nè, kèm theo cái phần thưởng cộng dồn nữa. Thì không biết là bao nhiêu thì anh em cứ dự đoán thôi. Hai event thì trung bình phải hơn 45 tỷ rồi đó. Và sau khi ăn event thì nó sẽ có đồ top cá nhân này, đồ băng hội này, Bảo Dương Sơn Hà này, Mật Tịch Bí Tịch này, Thiệp Đặc Biệt này, lên bài bút đặc biệt này, Hồng Minh Thật, bánh chưng này, bánh chưng bánh tét 2022 này em. Cái này thì ra thì mới ra bán có giá này, bao mạch nạ càng khôn này, mấy cái này đi tống kim không nói, thị tình thịnh hồng quá rẻ rồi. Lỡ bài bài kiếp một giải phục duyên thiên hoán bằng nhược sư đời giang hồ thiên thú lộ đặc biệt hiện thiên trì quốc tử thiên sơn bảo lộ sắc thủ giảng lệnh bài phong độ đó. Rồi đây là cái móc anh em, móc cộng kèm anh em đó, thì móc 250 cái rồi 500 cái 750 cái rồi móc 1.000 thì nó tặng thêm phần thưởng anh em đó. Bảo Rương Bí Kiếp Sơn Hà nữa nè anh em, rồi hộp tối phiến, rồi lệnh bài boss ông 30. Sau khi ăn 1.000 cái thì sẽ có lệnh bài boss ông 30, mà cái này tỷ lệ có hay không nha anh em. Đá Sơn Hà. Rồi nói chung thì anh em xem event trước anh em cũng biết rồi. Mỗi khi ăn event thì nó cũng tương đối như nhau thôi, và hôm nay thì nó đặc biệt hơn, nó có lệnh bài ông 30 anh em. Đó lệnh bài ông 30. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ăn đây anh em ơi. Đó, anh em đã tìm hiểu sơ qua chưa? Rồi bây giờ nuốt, tiếp tục nuốt anh em ơi. Anh em nào mà đã dự đoán rồi thì hãy nhớ là lên kênh YouTube dự đoán nha anh em. Không được dự đoán trên fanpage nha, trên fanpage không hợp lợi nha mọi người. Hiện tại anh đang ăn event tiền vạn anh em ơi. Khả năng ăn event tiền vạn nha mọi người. Hiện tại tiền vạn thì chỉ mong up cấp với lại nhận được ít lần bài boss đặc biệt thôi. Hello 9 giờ bát, hello anh em, hello mọi người nha. Đây khả năng ăn anh em ơi. Khả đã cắn may mắn rồi nha anh em. Hiện tại khả năng hết 250 cái tiền vạn rồi mà chưa có một lần bài boss nào luôn. Chưa lên bài boss nào luôn. Hello mọi người mới vô nha, cho Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ, và cũng như là cuối năm không có gì hơn, Khải kính chúc anh em một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha anh em ơi. Hết 250 cái chưa lên bài boss nào luôn. What the hell, what the hell. Anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần thôi nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì còn tiếp tục anh em ơi, tiếp tục thiền vạn, tiếp tục anh em thiền vạn, vẫn chưa có một lần bài boss nào luôn. What the hell. Hiện tại thì chỉ có lên bài mấy cái đồ top băng hội với lại đồ top cá nhân thôi nè. 500 cái nữa, what the hell, sao không có gì luôn trời. What the hell, vẫn chưa có một cái lệnh bài boss nào luôn. Rồi tròn 500 cái, đi hai thành rồi mà đúng tròn 500 cái luôn, còn đúng cái nịt luôn em ơi. Còn đúng cái nịt luôn, 160 anh em đang xem ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, Khải hiện tại anh lên tiền vạn em ơi. Khải anh hai cho mình một hai lệnh bài boss. Khải anh hai cái thử không biết anh em dự đoán có chính xác hay không. Khải cũng không biết rõ là bao nhiêu lên bao nhiêu cấp nữa em. Anh em cứ dự đoán thôi em. Tiếp tục em ơi, và đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ em ơi. Tiếp tục anh em ơi, hai event mà lúc đầu anh nói hai event mà em, tại vì là anh bảo là hai event tiền vạn và xu luôn mà, trời ơi gần 1.000 cái rồi anh em, mà mới có hai lần bài boss thôi. What the hell, cái này chỉ chắc chắn của anh em là rất là khó rồi mà có lần bài boss luôn, chỉ mới có hai cá thôi, mới có hai cá thôi, không biết anh em dự đoán đúng không, rất nhiều anh em dự đoán rồi, hơn 150 anh em trên kênh này dự đoán rồi. Hiện tại Khải đang trực tiếp trên kênh YouTube Di Khải Gaming. Cùng đồng hành với hơn 150 anh em, và cũng như trên fanpage gần 200 anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like. Rồi hết 1.000 lệnh bài, sau đây là hết 1.000 cái event tiền vàng mà có chỉ đúng 2 lệnh bài boss thôi anh em ơi, 2 lệnh bài boss thôi, quá nhỏ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh event tiền xu, sẽ ai sẽ là người dự đoán chính xác đây. Hiện tại Khải đang có 150 cấp rồi, không biết anh hết tiếp tục event xu này thì ai sẽ là người dự đoán chính xác và nhanh nhất đây anh em. Ai là người dự đoán chính xác và nhanh nhất đây? Hiện tại bây giờ thì Khải đang ăn hơn 100 cái rồi. Cái này event show nè mọi người. Event show như này Khải có cho anh em xem sơ qua á. Tiền thổ lộ, tiền thổ lộ. Nãy chỉ có một của tiền thổ lộ là đặc biệt có giá trị thôi nè. Cái mặt nạ kia không ăn thua rồi. Khải sẽ đi phường tường rồi. Đứng dương châu con gái xem nè. Dương châu con gái xem nè.
Hello, em vô chợ được. Hằng Ngọc ơi, bây giờ cứ dự đoán đi anh em, cứ dự đoán thoải mái anh em, mỗi người dự đoán một lần nha anh em ơi. Và những anh em nào mà dự đoán 2-3 lần thì tí nữa Khải sẽ kiểm tra lại nha mọi người. Khải chỉ tính cái dự đoán đầu tiên thôi nha. Khải sẽ chỉ tính dự đoán đầu tiên thôi nha. Những cái comment thứ hai của anh em đó có trúng thì cũng không tính nha mọi người, tại vì không còn giá trị. Hoặc là anh em xóa bài, anh em sửa lại bài viết cũng không chính, không tính nha. Hello Văn Cường, hello Phạm Nguyễn. Anh em có thể kích lên kênh YouTube để dự đoán, để có thể hợp lợi nha anh em. Trên kênh fanpage Khải không tính nha anh em ơi. Khải không tính trên kênh fanpage nha mọi người. Hiện tại bây giờ Khải còn 750 cái anh em ơi. Anh em đang xem trực tiếp trên kênh fanpage, hãy kích vào link YouTube bên trên để có thể vào kênh YouTube dự đoán nha mọi người ơi. Hiện tại thì anh em nào dự đoán cấp vào phần trăm nhanh và chính xác nhất thì Khải sẽ tặng cho anh em một cái cạc 50k để lấy cái tinh thần động lực để anh em xem livestream cho vui nha anh em. Hiện tại bây giờ một cái quá tửu, trời ơi, Thiên Sơn một lệnh bài đặc biệt nữa, hai cái lệnh bài đặc biệt rồi, bốn cái rồi, cộng lại thành bốn cái máy mặt nạ này, lệnh bài cả lăng cả đồi là vứt luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Hiện tại bây giờ bánh tét bánh chân đâu, đúng rồi Phú giỏi, cái nhẫn kim quang mới mua anh em ơi. Bánh tét bánh chân đâu, hello Nguyễn Tấn Hoàng nha. Trời ơi, toàn đồ đánh tông kiền rồi, một viên thị tinh. Hiện tại Khải đã lên 151 và 50% rồi, anh em cứ dự đoán thoải mái anh em ơi. Còn đúng khoảng 100 bánh Khải sẽ ngừng dự đoán anh em ơi. Khoảng đúng gần 100 hoặc là 150 bánh Khải sẽ cho anh em ngừng dự đoán. Và sau cái câu ngừng dự đoán chúng ta sẽ không còn giá trị nha. Sau cái câu ngừng dự đoán thì chúng ta sẽ không còn giá trị nha. What the hell, gần 500 cái rồi mọi người. Gần 500 cái rồi mà cảm giác sao chưa được cái bánh nào luôn anh em. Bánh tét bánh chân đâu. Anh em nào dự đoán rồi thì thôi nha anh em, đừng dự đoán nhiều lần nha. Anh em dự đoán nhiều lần là không được tính đó. Một cuốn mật tịch đi đây. Một cuốn mật tịch 2 quá nhỏ. Mật tịch 2 quá nhỏ này ơi, mật tịch 20 mới ra có giá mọi người ơi. Mật tịch 2 rồi coi như là cho gọi loạn. Rồi, một cái bánh tét, một cái bánh chưng, một cái bánh tưng ngon vậy. Một cái mật tịch 20. Woo! Vừa nói là ra mật tịch 20 luôn em, quá ngon luôn mọi người ơi. Vừa ra một cái bánh chưng nữa. Ok men, kiếm hai cái bánh tét nữa đủ bộ nào. Hai cái bánh tét nào đủ bộ nào. Hai bánh chưng mà được một mặt tịch 20 rồi. Quá nhỏ anh em. Anh Evan này, Khải Evan tiền vạn là cả xu anh em. Nó tốn Evan tiền vạn là khoảng 5k 5 xu. Và Evan tiền xu này khoảng 10k 5 xu là hai Evan của Khải tốn hết khoảng 16 kim anh em. Tí nữa Khải sẽ chốt thử lời hay lỗi cho anh em xem nha. Nói chung chắc chắn là lời rồi. Chắc chắn là lời kinh nghiệm rồi mọi người. Chắc chắn là lời kinh nghiệm rồi anh em. Hiện tại bây giờ Khải còn gần 300 cái anh em ơi. Còn 300 cái. Tiếp tục một cái lệnh bài bot, còn 300 cái nữa mày, khoảng tầm 150 cái sẽ ngừng dự đoán nha. Khoảng tầm 150 cái ngừng dự đoán nha mọi người. Tiếp tục những cái cuối cùng, những phút cuối cùng. Kiếm cái bánh tét ơi. Một cái trống, một tinh hồng bảo thạch. Kiếm cái bánh tét ơi. Cố gắng lên em, 240 cái. Ok, hello, cảm ơn Thanh Tâm Bùi nha. Vừa rồi được hai cái bánh chân rồi nè anh em. Đó, kiếm cái bánh tét nữa coi. Ồ, có vẻ như không được ổn định cho lắm anh em ơi. Không được ổn định cho lắm, Khải đi nhảy thêm một thành nữa, mở 50 cái cuối cùng rồi bắt đầu ngừng dự đoán nè. Mở thêm một 50 cái cuối cùng nữa ngừng dự đoán này. Còn 150 cái sẽ ngừng dự đoán nha. Còn 150 cái sẽ bắt đầu ngừng dự đoán nha mọi người. Anh em đang chưa dự đoán thì hãy dự đoán nhanh nào. Anh em đang chưa dự đoán thì dự đoán nhanh nào. Rồi. Ngừng dự đoán. Sau comment không tác dụng. Rồi ok. Tiếp tục đã ngừng dự đoán. Sau câu comment này đã ngừng dự đoán nha anh em ơi. Tiếp tục chỉ còn 100 mấy chục cái. Oai, một cái bánh chưng nữa. Ao, ngon baby, bánh tét đâu? Một tinh hồng thật rồi anh em ơi, anh em ơi. Khải sẽ đi cắt mấy cái này vô anh em ơi. Ba cái bánh chưng, một cái mặt tịch 20 là ngon ăn rồi, ngon ăn một tí nữa Khải sẽ chốt thử lời hiện lỗ anh em ơi. Đã ngừng dự đoán rồi nha anh em. Tất cả dự đoán của anh em đã ngừng rồi nha. Không được tính nữa nha mọi người. Khải sẽ cất ba cái đồ top này nọ này. Mấy cái đồ top không có giá trị Khải vứt vào bên trong nha anh em. Để Khải nộp bang thôi. Khải nộp đồ top bang thôi. Đồ top này. Đó. Máu me này. Máu me tí nữa Khải tính cho anh em xem thì cứ trung bình 50 bình máu là 50 xu nè. Đó. Cất vô đi. Không được dự đoán nha anh em ơi. Ngừng tất cả mọi hoạt động rồi nha anh em. Anh em nào dự đoán đúng thì tí nữa nhận 50k cạc chơi cho anh em. Rồi. À, còn gì nữa không? À, đưa tốt cá nhân. Từ mấy cái này đâu vậy? 1 2 4 mặt nạ vứt. Rồi tiếp tục. Mọi hoạt động đã ngừng rồi nha mọi người, đã ngừng sau câu comment rồi nha. Tí nữa Khải sẽ tua lại video xem anh em nào dự đoán đúng rồi. Những giây phút cuối cùng.
chậm quá, chậm quá, chậm quá. Gì tất thiệp tất vậy đây, thiệp tất vậy đây, bỏ bớt vào trong đi. Một viên thiệp tinh. Phúc duyên nào đây, bỏ bớt mấy phúc duyên, nhưng phúc duyên không có giá này, mà phúc duyên không có giá nào đỡ chập rừng lắm. Chốt hết cái này đi, chốt hết cái này đi. Rồi được rồi. Được mấy bộ lắc này, một bộ lắc này, một bộ lắc là 500 xu này. Đó, tí nữa anh em nhớ kêu Khải cầm cái này ra chốt ra cho anh em xem 500 xu nha. Xác lượng lỡ hộp này, máu me tè le bông bí này. Rồi ok các bạn, như là hợp lý rồi đấy. Được ba cái bánh chưng rồi anh em ơi, được ba bánh chưng, thiếu cái bánh tét thôi. Biết đâu này đủ đủ ôn này. Khải giao dịch qua cờ lon anh em, được Khải qua giao dịch qua cờ lon cái rồi chúng ta tính tiếp nha. Cho nó đủ ô là mở những cái vật phẩm cuối cùng thì được gì nha anh em. Lãi rồi à? Anh không biết lãi hay không, nhưng mà anh thấy lời kinh nghiệm rồi anh em. Không biết lãi hay không, anh thấy ra kinh nghiệm là anh thấy lời quá trời quá đất rồi. Rồi được Khải giao dịch qua Eclon, Khải giữ ra. Đây. Từ từ đủ Eclon này nhiều quá. Đây. Anh em chờ chút nha anh em, anh em chờ chút nha mọi người. Khải trong thời gian chờ đợi anh em cho Khải một like và chia sẻ đi anh em. Trong thời gian chờ đợi anh em cho Khải một like và chia sẻ đi anh em. Hiện tại bây giờ thì những comment anh em dự đoán sẽ không được tính sau cái câu ngừng dự đoán rồi nha mọi người. Anh em có thể kéo lên kênh YouTube nha. Sau cái câu comment của Khải là ngừng dự đoán thì những cái dự đoán tiếp theo sẽ không được tính và không có giá trị anh em. Đó. Tại vì những comment đó thì nó đã qua cái câu ngừng dự đoán rồi. Tại vì lúc đó có 150 cái thì Khải đã chốt lúc đó rồi anh em, là không được dự đoán thêm rồi. Chỉ giữ những cái dự đoán trước cái câu comment đó thôi. Rồi bây giờ Khải sẽ gửi qua bên này những cái món đồ rồi tí nữa Khải chốc đồ anh em xem. Đó, hạ thành đa thành đó, ok này đó. Như anh em nào mà đang dự đoán như Khải đang nghĩ là anh em nào mà đang dự đoán 152 và khoảng tầm 20% là anh em đó đang có tỷ lệ sắp win đó anh em. Anh em nào đang dự đoán khoảng 152 và kèm với tầm 20% thì anh em đó Khải nghĩ đang có cơ hội, đang có cơ hội có thể nhận phần thưởng 50k đó nè. Tại vì chỉ còn vài chục cái cuối cùng thôi em ơi. Với cái móc nữa thì Khải không biết bao nhiêu, tại vì chỉ còn vài chục cái cuối cùng thôi. Khải sẽ bước qua hết bên này đi, tới nữa Khải sẽ chốt phần thưởng sâu cho anh em xem nha. Tại vì những cái ô cuối cùng nè, những ô cuối cùng thì chúng ta phải cần đến mấy chục ô lận thì mới có thể mở thưởng được. Rồi ok, mấy cái này bước qua luôn. Nãy còn giữ Evan này. Đó. Không biết ai trúng hay không, không biết ai trúng hay không. Chưa. Còn đến bảy mấy cái nữa mà. Bảy mấy cái nữa mình ăn chắc rồi á. Chắc dữ ta, mình ăn chắc rồi á. Rồi ok. Rồi Khải mở những cái cuối cùng. Không biết là bao nhiêu cấp nha. Hiện tại là 152 rồi, còn biết là phần trăm ai đúng ai sai thôi. Ai sửa là coi như không được nha anh em. Ai sửa là Khải kiểm tra, Khải biết ngay ấy. Rồi ok, nuốt những cái cuối cùng này mọi người ơi. Nuốt những cái cuối cùng. Được gì đây? Bánh chưng không? Bánh tét không? Bánh tét không? Một cái bánh tét cho nó vui nào. Một cái bánh tét nó cho vui nhà, vui cửa anh em. Một cái bánh tét nữa anh em. Có vẻ như không biết là 22% rồi. Bum. Bảo Rương Sơn Hà bị kim luôn. What the hell? Có mấy kim? À ngon lành. Cái này về cũng được 2 kim rồi anh em. À ngon lành cành đào luôn anh em. À, một con ngựa. Con ngựa này gần hết hạn này. Con ngựa này ngày 18 tháng 2. Ok, cứ bỏ ngựa xin của mình vô chạy. Rồi ok. À, được rồi. Một hai lần bài boss đại này. Đủ tính ra của cuối không có lệnh bài boss ông 30 ta. Không có lệnh bài boss ông 30 anh em ơi. Nói chung hiện tại bây giờ Khải đã lên 152. 24%. 152 cấp và 24%. Đó. Để xem ai sẽ là người trúng 50k. Đây anh em cùng xem trên livestream Khải nha. 50k. Hello mọi người mới vô nha. Đây anh em ơi. Chúng ta cùng xem thử ai sẽ là người dự đoán trúng chính xác 50k. Chúng ta cùng xem thử ai là người dự đoán đúng chính xác 50k nha. Đây. Hiện tại bây giờ Khải đang với có cái cấp sau khi anh mắt Evan em, mắt tất cả này anh em. Đó, 2 Evan thì Khải sẽ có cấp đó là 112, 52 và 24%. Anh em cùng xem trên màn hình đúng chuẩn chưa? 24% hết rồi nha anh em. Tất cả Evan hết rồi nha. Đây đây. Anh em thấy không? Sau cái câu comment này ngừng dự đoán nha anh em. Sau comment không tác dụng này, như là Thanh Tâm Bùi, những cái câu comment bên dưới này Khải không cần đọc nha anh em. Những câu comment bên dưới này Khải không cần đọc nữa, tại vì nó không còn hiệu quả nè. Đó, rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng kéo lên. Kéo lên bên trên những comment của anh em thử ai là người dự đoán chính xác. Đây, anh em có thấy không? Bắt đầu dự đoán cấp và phần trăm từ 10% sẽ chính xác. Khải An, Matt, Evan, Tiền Vạn và Evan Tiền Xu. Bắt đầu dự đoán
Ai dự đoán chính xác thì tặng 50k đúng chuẩn cho anh em. Đó. Rồi. Đầu tiên đó là Vất Việt 152 và 13%, thì đang trên nhau khoảng 9%. Không biết là Vất Việt là người đầu tiên comment, không biết ai hơn nữa hay không. Như tình Phạm rút lại là thông báo coi như là bỏ này, không được tính này. Rồi Việt Bảo bỏ này, không được tính này. Tại vì là những người này hủy comment comment lại là không tính cho anh em. Đó. 152-59, hiện tại đang có Vất Việt là người đầu tiên gần chính xác đây. 152-19%, tiếp tục là anh Vất Việt đã bị loại bỏ. Và comment của Mạnh Nguyễn 152-19% là người có vẻ như là gần chính xác nhất, chỉ trên nhau 5% mà thôi. Chúng ta cùng kéo xuống tiếp tục. 152-30%, đã trên 6%, thì cái trên này 5% vẫn là chính xác nhất, cái trên này 19% vẫn là chính xác nhất và trên 5%. Và chúng ta cùng xéo xuống 153-10%, 153-70%, 152-12%, 152-30%, trên 6 là không được rồi, 152-51% quá xa, 153% quá xa nữa, 154% quá xa nữa, 152-18%, 18% thì vẫn đang thua cái này 1% cũng không được rồi. 152-18% thì vẫn đang trên 6% nè, của anh Thông Nguyễn này, đúng không? Vẫn đang trên 6% cũng không được. Hiện tại đang người chính xác nhất đó là 152 và 19. Chúng ta còn tiếp tục kéo xuống. 154, 13, không trúng rồi. 152, 37, cách biệt khoảng 13% quá xa. 152, 05, quá xa, quá gần. 152, 63, 153 bỏ rồi. 152, 40, chênh lệch đến 16 lần quá xa. 152, 10, 153 không tính rồi. 153 không tính rồi. 154 không tính. 152 của Võ Quốc là 87 không tính luôn. 152 60 không tính của trai tay luôn. 153 coi như bỏ, 153 bỏ. 152 19 trùng với cái anh bên trên rồi. Việc bảo coi như comment thứ hai không tính rồi. 153 154 153 3 153. Chúng ta đã chỉ để ý đến 152 thôi anh em. Văn Tiến 152 40. Quá xa. 152 70. 152 20. Quá xuất sắc, nhưng mà em rất đáng tiếc em đã sửa comment rồi Tình Phạm ơi. Comment của em rất là chuẩn xác, nhưng mà em đã sửa comment rồi, không được tính rồi. Tiếp tục Tình Phạm không được tính rồi. 52 52 92 153 10 154 151 151 65 152 59 153 151 152 39 151 151 151 rồi, ok. À vẫn còn 151 86 151 19 cũng giống như bên comment bên trên. Đó là người dự đoán nhanh nhất rồi. Còn Nghĩa Funty này, Funito gì đây thì comment sâu rồi. Tuy là trùng nhưng mà nó là sâu, không được nhanh nhất. 152 15 cũng không được. 152 152 15 152 6 152 37 37 cho nó 13 là không ổn. 152 72 151 không được luôn. 151. Rồi tiếp tục. Rồi ok. Sau khi đọc hết những comment thì rất tiếc Sinh Nguyễn này anh em. Sinh Nguyễn là 152 20% là chính xác nhất, nhưng mà rất là đáng tiếc là tại vì ngừng dự đoán sâu comment không tác dụng anh em. Đó, rất là đáng tiếc cho Sinh Nguyễn luôn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có thể kéo lên và khải thái duy nhất đó là người comment đầu tiên 152 19%. Đó là Mạnh Nguyễn. Đó là Mạnh Nguyễn nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Sau cái câu này bắt đầu vào đó anh em. Đó, rất hợp lệ luôn nha anh em. Rất hợp lệ luôn nha. Còn như là Tình Phạm mà em comment lần thứ hai không hợp lệ rồi. Comment này em rút lại, em comment sau thì không hợp lệ nha. Tuy em rất chính xác 152 20 nhưng mà em là rút lại nên không hợp lệ nè. Đông Việt Bảo vậy này. Rồi, chúng ta cùng xem xét chuẩn xác Mạnh Nguyễn luôn nha anh em. Đó. Anh em hãy cho một like và chia sẻ và cũng như là ủng hộ Mạnh Nguyễn đi anh em ơi. Đó, chính xác Mạnh Nguyễn nha anh em ơi. Còn những anh em nào comment 152 và 19% nhưng mà comment ở sâu thì cũng như anh em không được nhanh nhất nha mọi người. Rồi chúng ta xin chúc mừng Mạnh Nguyễn. Không còn gì để mà sai nữa anh em ơi. Chúc mừng. Nhận 50k cạn. Quá vui anh em. Thấy chưa? Quá vui luôn anh em. Cuối năm tạo quay mình anh em. Hãy inbox. Inbox vào cá nhân cho Khải nhé. Một người thôi mà. Tại vì một người... nhanh nhất và chính xác nhất mà nếu mà nhiều người thì cứ trùng nhau thì cái phần thưởng nó không được còn giá trị ra anh em hiểu vấn đề chưa? Tại vì là nếu mà cho theo kiểu trùng nhau thì không ăn thua. Rồi ok, rất đúng rồi, chết nhau thì thấy Mạnh Nguyễn chính xác và nhanh chính xác nhất. Khải đang muốn ở đây á là tất cả anh em đều có phần thưởng, nhưng mà anh em phải là nhanh và chính xác nhất nha mọi người. Rồi ok, cảm ơn Mạnh Nguyễn. Anh Mạnh Nguyễn hãy PM vào Facebook giúp Khải đỡ có thể nhận ngay phần quà 50k cạc nha em ơi. Ok, em đang anh Khải hơn. Ok, inbox vào Facebook cá nhân giùm Khải nha Mạnh Nguyễn ơi. Ở dưới phần mô tả video có link cá nhân của Khải nha.
Rồi ok, hai bên lợi nhưng mà dự đoán sâu rồi, văn tiếng rồi không tính được. Rồi ok, đỡ Khải chốt thử lời hay lỗ nha anh em. Cái phần thử kinh nghiệm là như lời hay lỗ đây. Tại vì đây anh em ơi, cho anh em xem này. Hiện tại giờ cho anh em cùng xem thử là anh phần Evan lời hay lỗ. Thì thường thường như anh em cũng biết rồi, anh Evan thì chắc chắn là lời anh em. Lời kinh nghiệm đến 45 tỷ là anh em cũng biết rồi. Từ 149 là lên 152 là anh em biết. Còn lời máy cấp là cái máy cấp đó là cày mấy tháng trời anh em. Anh em cùng xem thử anh bán là được bao nhiêu nha. Bảo Dương Sơn Hải bí kíp như cái này thì trung bình khoảng tầm 2 kim đi nè. Đó, 2 kim, 1 kim rưỡi, 2 kim đó đi. Khải cho 1 kim rưỡi đi. Khải cầm tiền cho anh em xem thử lời hay lỗ cho vui nha. Cái này thì chắc chắn là lời hay lỗ thì chúng ta chỉ xem cho vui thôi. Tại vì cái lời là lời kinh nghiệm thôi nè. Đó, Bảo Rương sẽ có 1 kim rưỡi. Tiếp tục, một cái cuốn mặt tịch 20, 1 điểm kỹ năng. Cuốn này bèo lắm cũng được kim 5 anh em. Giá rẻ nhất vẫn được kim 5. Rồi, 3 kim. Một cái bánh này là trung bình mỗi cái là 1 kim nha anh em. Trung bình mỗi cái 1 kim thôi, Khải sẽ cầm 3 kim. Là hiện tại là chúng ta đã có 6 kim. Từ cái, những cái vật phẩm như này 6 kim rồi. Mấy cái này sao thuộc dạng này vượt ải thôi, không có gì cả, không bán được giá đâu nè. Lệnh bài boss cao thủ rồi nè. Lệnh bài boss cao thủ này thì server đang thu khoảng 500 xu một cái, thì hai cái thì Khải cho 1 kim đi. Đó. Rồi tiếp tục. Rồi cái này thì 100 xu nút đi nè. Đây. Ôi Khải cũng rất là nhiều. Cái này khoảng 100 xu, cộng vô 100 xu. Rồi tiếp tục cộng cái này không ăn thua. Cái này không ăn thua, cái này vứt anh em nào xài xài. Đá sân hàng không ăn thua. Con ngựa này cũng không ăn thua, tại vì tầm 100 xu không ai mua anh em ơi. Rồi tiếp tục hộp thuốc phiến ngẫu nhiên mở luôn. Mở luôn. Cục 3 khoảng 200 xu anh em, 200 xu kèm vô luôn. Rồi. Như đây, hộp quà anh em mới mở luôn. Mở luôn như đây. Đại thành bí kiếm 120. À ngon. Đại thành bí kiếm 120 cũng được 500 xu anh em. Cộng 500 xu. Rồi. Thì tin rồi cái càng khôn, càng khôn xong việc bỏ này cái càng khôn cũng được khoảng kim anh em. 1 kim cộng cho 1 kim. Rồi. 8 kim 8. Như này sơ đồ dân hồ không cần, máu không cần, tiếng hàng vứt, tiền thấu lộ, đồ tốc cá nhân. Rồi mấy cái này không ăn thua rồi. Rồi trong tầm này còn hai thị tinh này nọ. Ok, Khải tiếp tục giao dịch Eclon lại rồi. Chốt Eclon cho anh em xem thử lời hay lỗ ở đây. Tiếp tục này. Như mấy cái này thì đồ tốc này nọ không nói. Ok, Khải sẽ bỏ qua lên bài boss này. Đó. Còn mấy viên tinh hồng này. Đó. Mấy cái này thì đó ra bán thôi nè. Này cũng biết cũng mặt tịch 2 không ăn thua anh em ơi, mặt tịch 2 không ai xài. 3 bình tiên không lộ. Rồi. Ok, máy này chốt lại thôi. Rồi, hết rồi. Nãy giờ cầm được 8 kim 8 anh em, được 8 kim 8 thì tính ra anh Vinh Xu thì hiện tại đang chỉ bán được khoảng 8 kim 8. Giờ chúng ta cùng cộng thêm cái lệnh bài boss này. 1 2 3 4 6 cái lệnh bài boss khoảng 300 xu nè. Cộng cho 35 xu đến cánh 50 xu thì ra mua 550 xu, 9 kim 1. Nói chung anh Vinh Xu thì không có lỗ gì mấy anh em. 10 kim 5 mà thu là được 9 kim 1 rồi. Và ba cục thủy tinh. Nhưng em thấy là một bộ thủy tinh là khoảng 300 xu. À không, tới 150 xu, cộng 150 xu. Rồi, cộng hai cục tinh hồng là được 100 xu nữa. Đó, nói chung cục 50 xu thôi nè. À 4 viên thủy tinh lận, cộng thêm 50 xu nữa. Rồi, 9 kim 4. Rồi ok, tổng hết lại là được thu là được 9 kim 4 nè. Tổng hết lại thu được 9 kim 4 nè. Từ 9 kim 4 nè. Anh căng trọng 152-23 á. Là gì có anh, là gì có. Nãy đầu thấy anh comment 152-23% đâu. Cho anh em hả? Em không thấy anh cái comment nào của anh căng trọng luôn anh ơi, anh cho anh em hả? Anh là 152-37% mà. bậy quá, cho anh em hoài. Quá ngon anh em ơi. Rồi ok. Vừa rồi thì Khải có chốt lại thì những cái vật phẩm này mà nếu mà bán á, thì thu là được tầm giá đó, khoảng tầm 9 kim nè. Thì những món này nếu không xài thì bán anh em. Đó, ok. Thì Duy Khải cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ nha anh em ơi. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh, anh em nào chưa xem có thể xem lại nha mọi người. Và Khải cảm ơn anh em rất nhiều, chuẩn bị hoạt động ban anh em ơi. Hiện tại này đang đạt mốc 126 anh em ơi. Hồi chiều bộ lách với máu nữa, đúng rồi. Đúng rồi, anh em nhắc mới nhớ anh em. Trời ơi, đây một bộ lách cộng 500 xu nữa. Đó. 9 kim 9 không lỗ luôn. Máu rồi. 1000 100 máu, 200 máu, 300 máu, 400 máu, 500 bình máu cộng cho 500 xu. What? What the hell? Anh Evan mất
bộ 10 anh Evan tiền vàng thì mất 5 kim 5 không nói rồi, cái đó là lỗ hoàn toàn, là chỉ lấy được một cấp thôi nè. Và anh Evan xu tốn 10 kim 500 xu, và tổng như những cái vật phẩm thu lại thêm bộ lách nữa này nè, thêm bộ lách với lại thêm một 500 bình máu tông kim nữa thì Khải thu lại được 10 kim 400 xu. 10 kim 400 xu. Ok, không lỗi gì luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. 9 kim là bao nhiêu thế ạ? Cho 10 kim đi, 10 kim khoảng 700k nha Trung Nguyễn Duy ơi. 10 kim khoảng 700k nè. Đó, ngon lành luôn em, không lỗi gì luôn. Anh Evan tiền, anh Evan tiền xu không có lỗ cái gì luôn. Lời được một, lời được hai cấp ngon lành luôn nè. Quá ngon. Ha ha ha, quá đã luôn nè. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video nha. Rồi ok, video này Khải tiếp lại những kênh em ơi. Rồi ok, quá sướng nè, nói chung là nãy Khải tính cho em xem anh Evan hết tốn 16 kim nè. Tổng hết 16 kim. 5 kim 5 tiền vàng và 10 kim 5 tiền xu. Thì tiền vàng thì chắc chắn là lỗ không lời được, tại vì chỉ nó có ra được hai lần bài boss thôi nè. Chỉ ra được hai lần bài boss thì chỉ được thu lại một cấp hơn, một cấp rưỡi. Và còn tiền sâu thì tốn 10 kim 5 và thu lại 10 kim 4 nè. Thì nói chung là không lỗi gì luôn, lời được một mớ cấp không lỗi luôn. Nói chung là cái sâu này thì chắc là bán lại thu lại được gì thu nè. Vừa rồi hết mười mấy kim ấy, 16 kim ấy. Ok, quá sướng luôn nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ công đi hoạt động 3 nè. Khải sẽ cấp mấy cái này qua.